Xin chào bạn, mình là Minh. Chào mừng đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và đây sẽ là một video hết sức là đặc biệt, vì mình mời đến đây một người bạn hết sức là đặc biệt. Bạn này là thủ khoa toàn quốc khối D1 với số điểm 28,4. Một số điểm cực kỳ khủng khiếp. Và bạn xuất hiện trên rất là nhiều tờ báo khác nhau nha các bạn. Thì coi như là các bạn biết là mình là một đứa cũng không có mặn mà gì lắm so với việc học. Cho nên là hôm nay mình đã mời đến một bạn siêu giỏi trong mảng học để mà cho các bạn những ý kiến nhiều chiều hướng để các bạn có thể đánh giá. Và chúng ta sẽ cùng nhau dành một tràng pháo tay để mời lên sân khấu bạn Nguyễn Thị. Chào My. Hello My. Hello My. Rồi, đầu tiên My giới thiệu một xíu về bản thân mình cho mọi người biết đi ha. Hello mọi người, mình là Chào My. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 trường đại học Ngoại thương à. Và chuyên ngành của mình là kinh tế đúng không ạ? Giờ My từ đâu đến nè? Tôi đến từ Hà Nội nha mọi người. Giờ My cố tình vô đây quay clip cho mọi người xem đúng không? Chuẩn nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ có một cái chầu warm up nhỏ nhỏ xíu để mình làm quen nhau, rồi cho nó vui vẻ xíu, rồi chúng ta sẽ vô những câu hỏi căng thẳng sau. Thì cái trò này đơn giản thôi, mình nghĩ các bạn cũng biết rồi, đó là cái trò tôi đã từng tức là ai đã sẽ hỏi những câu hỏi xong ai đã từng làm rồi thì sẽ cụp cái tay xuống. Rồi bạn nào cụp xuống hết thì coi như là bạn đã thua. Và hình phạt sẽ là gì thì xíu nữa mọi người sẽ biết. Rồi, câu hỏi đầu tiên, ai đã từng trốn học đi chơi với bạn? Để mình bóp bóp cho các bạn nghe cái thằng hỏi mình là nó đứa rủ mình nha các bạn. Giữa tiết học luôn. Nếu mà mình không nhầm thì đợt đấy á, mình có đi chơi với câu lạc bộ và rất là đi chơi rất là vui. Và mình cũng đã đấu tranh là ok, rốt cuộc bây giờ nên đi học hay là hay là nên đi chơi tiếp. Cuối cùng mình quyết định là chờ mấy khi cho nên là đi chơi tiếp. Chính đáng mà. Rồi, câu hỏi số 2. Ai đã từng tham gia các câu lạc bộ đội nhóm ở trường đại học? Tôi từng tham gia rồi. Câu lạc bộ guitar nha mọi người. Mình có tham gia câu lạc bộ ngay từ khi mới là năm nhất. Và bây giờ thì đến năm 3 rồi. Mình vẫn tiếp tục hoạt động câu lạc bộ với vị trí là ban chủ tịch. Chủ tịch luôn đó mọi người, xịn lắm. Ai đã từng thức nguyên đêm để chạy deadline? Không. Tại vì mình lúc mới lên đại học á thì mình không manage thời gian quá là tốt, cho nên là bị nghĩ rất là nhiều việc rồi với nhau và mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc là phải thức nguyên đêm để làm cho xong. Ai đã từng đi làm thêm thời đại học? Đi làm thêm không công luôn các bạn, đi làm một năm mấy trời luôn á, không mới bắt đầu có tiền nè. Rồi, cái thứ năm, ai đã từng có trên 3 người yêu cũ? Đây cố tình đúng không? Ok, cái này tôi chịu rồi mọi người. Cố tình đó mọi người, sẵn có mấy câu hỏi thì chỉ để tôi thua thôi đó. Câu hỏi cuối cùng, ai đã từng về nhà sau 2 giờ đêm? Xin lỗi mọi người. Đó là mình đi ship đồ, cái xong rồi bến xe ngoài đường, ba phải lên gọi là giúp đỡ tới 2 giờ mấy, mình bây giờ thì tới nhà. Rồi, thua. Chấp nhận thua, cái này nó tạo ra để mình thua mà. Rồi, xin lỗi các bạn, máy quay mình hết pin rồi nên phải quay bằng điện thoại nên sách khác quay xíu. Rồi mục đích của mình làm video này để mình là chia sẻ về cái góc nhìn của một người đang có ý định là sẽ nghỉ học. Còn bạn My là mình sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ dưới góc độ của một người đang học đại học năm 3 và khá là mê học à. Và một trong những cái lý do mà cái máy ảnh hết pin đấy là do mình phải có đi lại khá là nhiều, vì là mình sẽ có kinh nghiệm trong cái này. Nên là nếu mà video đôi khi mình nói hơi vất hoặc là gì đó thì mong mọi người bỏ qua ha. Ok, không sao hết nha. Rồi mình sẽ để cái phần timestamp ở dưới cho các bạn dễ theo dõi, vì chúng ta sẽ vào phần chính của video nha. Ok, đầu tiên mình sẽ trả lời trước nha. Đối với bản thân mình thì đầu tiên là biết tin mình rớt trước. Tại vì thật ra là mình rớt đại học kinh tế các bạn. Mình rớt chỉ có 0,2 điểm thôi. Nhưng mà thật ra là mình sẽ đỡ tức hơn. Tại vì bạn editor của mình, bạn rớt 0,05 điểm của trường đại học kinh tế. Thật ra rất là đau, tại vì các bạn chỉ cần đúng một câu toán thôi. Mà các bạn biết là mình sai hai câu toán thì cũng rất là dễ. Bạn nhìn vô bạn biết đáp án ngay. Cho nên đó là các bạn ôn thi đại học hãy ôn mấy câu dễ chứ đừng ôn kỹ mấy câu khó. Rồi ok ha. Rồi còn biết điểm đậu thì mình thấy bình thường, tại vì cái trường tôi cũng thắng rồi, lúc đầu mình cũng không có ý định học cho lắm, cho nên là cảm xúc cũng không có gì đặc biệt lắm. Còn My như thế nào? Chắc là mình sẽ chỉ có một cảm xúc thôi, đấy là cảm xúc biết điểm thi đại học. Tại vì buổi sáng mình biết điểm thì đâu đấy mình rất là vui và rất là bất ngờ, tại vì không nghĩ là mình có thể đạt điểm cao như thế. Nhưng mà lúc đấy thì chỉ đơn giản là ok, nó là điểm mình cũng khá là ổn, thì mình cái cơ hội mình có thể đỗ ngôi trường mơ ước, và cụ thể là vừa tôi thì lúc ấy cũng khá là cao rồi, thì cũng có thể yên tâm. Và cảm xúc đấy thì chắc là vừa khóc vừa cười, vì khóc vì rất là vui và bất ngờ, vì cười vì là bởi vì rất là vui. Còn đến buổi chiều tối thì mình có được thông báo. Các cô chú và các anh chị nhà báo có phát hiện và thông báo là mình là thủ khoa toàn quốc của D01 đó. Thì lúc đấy mình rất là bất ngờ, và sau đấy thì cũng rất là vui vì ok, của mình biết là mình có thể có chắc chắn có một suất ở ngôi trường đại học mình yêu thích rồi. Cho nên là chốt lại cảm xúc của mình khi biết điểm thi đại học với cả khi biết tin mình đỗ đại học thì nó là một, nó chỉ có cái giai đoạn đầu thôi. Mình thấy rất là vui, mình cảm thấy là mình
đâu đấy mình cảm thấy rất là may mắn, bởi vì cái quãng thời gian cố gắng 3 năm cấp 3 cố gắng của mình cuối cùng thì cũng đã được giải đáp, mình cũng có thể hoàn thành ước mơ trở thành một sinh viên ở một trường đại học mình yêu thích. Mình có thể đạt điểm cao như thế chắc chắn là do rất là nhiều yếu tố, và đâu đấy nó sẽ là một cái món quà mà mình nghĩ là món quà để mình có thể tự tin hơn khởi đầu cái hành trình mới. Nhấn mạnh là chắc chắn đậu nha các bạn, giống như tôi là phải ngồi canh từng giờ từng phút từng giây. Trong tưởng tượng của mình á thì sẽ là trong tưởng tượng của cả 3 năm cấp 3 luôn. Môi trường đại học nó sẽ luôn là một cái môi trường rất là mới, một cái bước ngoặt, và đâu đấy nó sẽ là một cái cánh cửa để mình có thể có cơ hội tiếp xúc với những cái điều mới lạ hơn, giống như là một cái cánh cửa kiểu mình mở ra và mình dấn thân vào thế giới người lớn. Đại học là cánh cửa đến với thế giới người lớn đúng không? Ok. Còn bản thân mình thì ra lúc đầu mình rất là mê học đại học các bạn, cho đến khi mình bước chân vô đại học thì coi như là ước mơ đã dập tắt, tại vì tất cả mọi thứ nó ngược hoàn toàn so với như mình tưởng tượng. Mình tưởng các bạn sẽ năng động lắm nhưng mà thật ra không như mình tưởng tượng, thế là mình không muốn đi học nữa. Thật ra những môn học nó cũng không hữu ích như mình nghĩ, thế mình quyết định bỏ luôn. Thật ra lý do này nó khá là đơn giản, và chính ba mình là người nói với mình luôn. Ba mình nói là học đại học chỉ để kiếm được tiền và làm được những cái mình muốn. Mà nếu như bây giờ mình đã kiếm được tiền và làm được những cái mình muốn rồi thì học nó cũng không có ý nghĩa gì cho lắm. Cho nên là thật ra ba mình cũng đang đề xuất với mình cái việc này. Lý do mình là thế. Còn mình á, nếu mà có một lý do khiến cho mình dừng việc học đại học thì chắc là bởi vì là mình đã học xong đại học rồi. Cái câu này thì tớ muốn chia sẻ hơi dài một xíu. Nó đến được khi mà tớ biết kết quả thì xem lẫn được cái niềm vui đấy thì nó sẽ có rất nhiều nỗi lo sợ. Tại vì tớ không học trường chuyên, cũng không học lớp chọn. Ngôi trường cấp 3 nơi mà tớ đã theo học với thầy cô dạy dỗ suốt 3 năm thì là ngôi trường thấp điểm nhất của huyện tớ luôn. Vậy nên là tớ cảm thấy mình có rất là nhiều nỗi lo. Tại vì tớ cảm thấy là thậm chí tớ còn có suy nghĩ là mình hoàn toàn không xứng đáng với cái danh hiệu. Không phải dùng danh hiệu thì có vẻ hơi quá, nhưng mà có lẽ không thể xứng đáng với cả cái số điểm này. Tại vì đâu đấy tớ thấy bản thân mình may mắn nhiều hơn, có thể là tớ làm bài cẩn thận hơn và chăm chút hơn, cho nên là cái số điểm mà tớ đạt được thì nó cao hơn. Bởi vì tớ nghĩ là một bài thi và một kỳ thi thì nó không thể nào đánh giá một cách chính xác 100% cái năng lực của bản thân được, cho nên là tớ bước vào môi trường đại học với rất là nhiều nỗi lo. Ô, mình đâu có giỏi đâu, bây giờ mình mọi người biết đến mình với cái cương vị là thủ khoa toàn quốc, nhưng mà thực chất là mình không hề giỏi đến mức độ như thế, và tớ rất là lo sợ. Nên là cái quãng thời gian đầu tiên khi mà bước vào đại học á thì tớ khích mình kiểu rất là rụt rè, trong khi đó tớ thực sự là một người rất là hướng nội. Nhưng mà khi mà mới ở đại học thì tớ hành xử rất là khác, tớ luôn đâu đấy thu mình lại á, bởi vì rất là sợ, có rất là nhiều như tớ vừa kể với mọi người á, là tớ có rất là nhiều nỗi sợ, sợ mọi người sẽ nghĩ sai về mình nè, sợ mình không như mọi người mong muốn, rồi sợ mình thế này, sợ mình thế kia, đó nói chung là rất là nhiều nỗi sợ. Đâu đấy thì nó cứ theo tớ khoảng một thời gian như thế, cho đến khi tớ nhận là môi trường đại học thực sự rất là tuyệt vời. Các bạn học đại học của tớ rất là nice, mọi người rất là nice, mọi người rất là thân thiện, và dần dần thì tớ đã hoàn toàn bỏ đi cái nỗi sợ đấy. Tớ là chính tớ thôi, và mọi người cũng yêu quý tớ bởi vì tớ là chính bản thân mình, không có bất cứ một cái nỗi sợ nào cả. Và bản thân chúng ta ấy đã đủ để chúng ta tự tin rồi. Chúng ta là một người riêng biệt, không có ai giống chúng ta cả, và chỉ riêng cái điều đấy thôi đã đủ để cho chúng ta trở nên tự tin rồi. Cho nên là một bài học của tớ khi mà bắt đầu trưởng thành, hay là còn nói đúng hơn là nếu mà bây giờ tớ có cơ hội nói chuyện với cả Trà My của ngày trước khi mà vừa mới bước chân vào môi trường đại học á, thì tớ muốn nói là hãy tự tin lên, hãy làm những cái điều mình thích, hãy luôn cố gắng hết sức, bởi vì khi mà mình sống cố hết sức, sống có lý tưởng và phấn đấu hết mình nào ấy, thì đó chính là cách mà mình tỏa sáng và là cái cách mà mình trưởng thành, cũng là cái cách mà mình khẳng định cái tôi riêng của mình. Ok, tới mình thì như nó phải là hoàn toàn trái ngược với mình luôn, và cũng ngắn gọn thôi các bạn. Thì một cái bài học mình nghĩ mình nên nhắc tới nhất đó là mọi thứ nó đều tạm bợ trừ gia đình ra. Này hơi khó hiểu, tại vì trước đây mình là một người không có thích gia đình cho lắm. Nói thẳng ra là mình rất ghét gia đình, tại vì gia đình mình có xảy ra một số chuyện không tiện để kể, nhưng mà tới mức mình không còn tin vào gia đình nữa. Mãi đến một lúc mà kiểu mình rất là bướng, mà kiểu ba mình vẫn rất thương mình, thì mình mới bắt đầu nhận ra là chỉ có tình thương gia đình là nó còn tồn tại mãi mãi đó các bạn.
còn những thứ khác nó rất là tạm bỡ. Ví dụ như các bạn lên đại học, các bạn thấy là tình bạn nó rất là mông lung, kiểu hôm qua các bạn là bạn thân với nhau đúng không, nhưng mà có thể ngày hôm nay các bạn sẽ không còn chơi với nhau nữa. Và cái chuyện này xảy ra ngay trước mắt mình luôn. Ngay trước mắt mình luôn các bạn. Ngày hôm qua còn rất thân với nhau, trò chuyện kiểu ngủ với nhau, chơi chung với nhau luôn, nhưng qua ngày hôm sau là nhìn nhau bằng đôi con mắt. Đó là chuyện cũng bình thường thôi, tại vì cuộc sống này nó vận hành như thế, và chỉ có gia đình là sẽ luôn ở bên cạnh các bạn. Cho nên là đó là cái mà chúng ta nên trân trọng. Đó là bài học mà trước mình không có hiểu được, mình hy vọng là các bạn sẽ sớm hiểu ra nó. Thế là cái này thì tớ cũng có một cái góc nhìn đấy, là cái hồi mà tớ bị căng thẳng bởi vì nghe nó hơi buồn cười thôi, nhưng mà tớ bị căng thẳng bởi vì mình là thủ khoa. Thì lúc đấy á, có sự động viên rất là lớn từ bố mẹ, từ thầy cô, từ cô giáo chủ nhiệm cho đến các thầy cô bộ môn và cả bạn bè tớ nữa. Mọi người đã động viên rất là nhiều và mọi người không hề có bắt gì cả, trong khi tớ có những cái câu nói rất là vô lý, cũng như là có những cái nỗi sợ thực sự là nghe nó rất là buồn cười vô lý á. Bây giờ kiểu nếu mà tớ là mọi người, không biết tại sao mọi người có thể kiên nhẫn và có thể yêu thương mình đến như thế, ngồi nói chuyện với mình rồi kiểu ngồi an ủi, trong khi nếu mà tớ mà là mọi người chắc là tớ sẽ kiểu ủa con này nó bị hâm hả, tại sao nó lại sợ về cái buồn cười như thế. Nhiều khi không hiểu mình đúng không? Và chính những cái nhỏ nhỏ như thế, những cái tình thương, những cái tình cảm mà mọi người dành cho mình á, nó là một cái sự ủng hộ, một cái support rất là lớn để mà mình có thể tự tin hơn rất là nhiều. Ok, đầu tiên mình ha, những mong muốn gì đầu tiên gần nhất là mình muốn viết một cuốn sách và cho nó thành cuốn bestseller. Mình rất là tâm đắc với nó nha các bạn, mình viết một năm mấy, chắc là một năm mấy sẽ xong. Cái thứ hai là mình sẽ xây dựng một cái doanh nghiệp mới về thời gian thể thao, và nó sẽ có tên là After Beast. Sau này các bạn sẽ biết nhiều hơn về nó. Nhưng mà mình đang hướng đến mục tiêu là mình sẽ cho nó thành một doanh nghiệp mà có doanh thu là 100 triệu đô một năm. Nhưng mà mình sẽ làm được. Và hy vọng là đến lúc đó chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau. Thì đó là những mục tiêu gần nhất còn mình đang hướng đến. Nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm mới làm được á. Không biết như thế nào. Nghe Minh chia sẻ xong thì tớ đang thấy vừa ngưỡng mộ và vừa hơi xấu hổ. Tại vì tớ chưa có một cái kế hoạch cụ thể như thế. Tớ đang hoàn thành những cái môn cuối cùng ở trường đâu đó khoảng tầm hết năm nay thôi, và sau để tớ hoàn thành khóa lực tốt nghiệp thì tớ sẽ chính thức tốt nghiệp đại học, đúng hơn là chính thức bỏ học đại học đó. Tớ kiểu là tớ cảm thấy là bây giờ bản thân mình hoàn toàn sẵn sàng và sẵn sàng cho bất cứ một cơ hội nào. Tớ nghĩ là tớ có thể đi làm luôn hoặc là sẽ đi học master, và tớ thực sự mong muốn là mình có thể đi học tiếp, bởi vì tớ rất là mong mình có thể được trải nghiệm những cái văn hóa cũng như là những cái kiến thức, những cái góc nhìn về cả kiến thức lẫn cả văn hóa lối sống rất nhiều quốc gia khác ở trên thế giới nữa. Rồi mục đích cuối cùng đó là muốn đi học tiếp đúng không? Hướng cao hơn. Đâu đó thì giữa cái việc đi làm việc đi học thì đúng là đi học nhiều hơn. Ok, hiểu rồi. Thì phải nói thẳng với các bạn luôn là các bạn là người biết, còn gia đình mình chưa biết về cái việc mình sẽ nghỉ học, ngoại trừ một số những người rất là thân cận với gia đình thôi, còn ngoài ra thì không biết. Còn nếu có ảnh hưởng hay không thì mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì những cái mình cần làm đó là những cái trách nhiệm với gia đình đó, mình đã hoàn thành rồi, và nếu bây giờ mình làm những cái mình muốn thì gia đình cũng sẽ tôn trọng điều đó, cho nên nếu một lúc nào đó ổn thì mình sẽ nói với họ, còn bây giờ các bạn là người biết trước đó. Tại vì tôi cảm thấy bản thân mình chưa đủ giỏi. Tớ rất là ngưỡng mộ mọi người. Mọi người có những rất là nhiều thầy cô, nhiều anh chị, nhiều bạn bè, họ có những cái rất là uyên thâm và hiểu biết rất là sâu rộng về một cái lĩnh vực nào đó. Và tớ thực sự mong muốn là mình cũng có thể như thế. Và tớ tin là cái việc mà mình trở nên giỏi hơn á, dù là giỏi hơn theo bất cứ cách nào đi chăng nữa, và một trong những cái cách mà tớ một trong những cái cách đó là một là cái cách mà tớ đang chọn này, thì nó cũng sẽ giúp cho bản thân mình tự tin hơn rất là nhiều. Nghe câu chuyện của mình xong á, thì bây giờ mình chỉ có duy nhất một từ thôi, đấy chính là rất là ngưỡng mộ. Tại vì mình có một cái kế hoạch rất là cụ thể, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng về cái hành trình là làm như thế nào để có thể đạt được những cái điều mà mình đang mong muốn. Và mình tin chắc rằng là mình sẽ chắc chắn sẽ đạt được những cái điều đó, tại vì mình biết là mình cần gì, mình muốn gì và mình phải làm như thế nào để có thể đạt được những điều như vậy. Nhưng mà mình cũng hơi tò mò một xíu là không biết là mình nghĩ gì về mình. Thật ra mình rất là thích cái tinh thần học hỏi của My. Không phải ai cũng có thể học được nhiều giống như vậy đúng không, phải rất là cố gắng. Mình phải nói rõ xíu, bản thân mình là một người theo hướng nghỉ học, nhưng mình không có gọi là ghét cái việc học. Mình rất là đề cao những bạn nào thích học,
tại mình chỉ không tán thành với những bạn mà lấy cái việc học để làm cái cớ để mà bạn ngừng cố gắng thôi. Còn ví dụ như My thì bạn ấy lấy cái mục tiêu là mình theo học những bậc cao hơn để bạn có thể cố gắng để đạt đến những mục tiêu cao hơn, thì đó là một cái rất là tốt ha. Thì đó mình rất là tán thành và rất là tôn trọng. Rồi thì coi như đó là một cái phần chia sẻ của hai đứa mình. Và kết lại video này đây thì My nghĩ là một cái lời khuyên cuối cùng, cái gửi gắm cuối cùng mà My muốn dành cho những bạn đó là gì? Cái video này rất là thú vị. Đầu tiên là cảm ơn Minh rất là nhiều, cảm ơn Minh và team đã có lời mời để mà mình có thể có cơ hội góp mặt trong video ngày hôm nay để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận của mình về cái chủ đề rất là hay ho này. Và mình cảm thấy đấy là người học đại học hay là người bỏ học đại học trong một cách nha, thì mọi người đều giống nhau cả, nhưng mà cái mọi người khác nhau đấy chỉ là cái môi trường mọi người chọn để học hỏi, để phát triển mà thôi. Môi trường đại học hay là môi trường ngoài đại học này và khác nhau ở môi trường, còn tất cả các cái còn lại đều giống nhau hết, đó là chúng mình đều phải học và học mỗi ngày. Mình tin rằng nếu tụi mình luôn cố gắng chăm chỉ, cần mẫn mỗi ngày một chút thì chắc chắn chúng mình sẽ có thể đạt được tất cả những cái mục tiêu mà chúng mình mong muốn, trở thành người mà chúng mình muốn trở thành. Như mình thì có thể đạt được ước mơ mà mình vừa chia sẻ với mọi người nè, còn Minh thì cũng sẽ sớm đạt được ước mơ về doanh thu của mình. Ok, cảm ơn mọi rất nhiều. Tức có nghĩa là nghỉ học nhưng mà không có dừng học nha các bạn. Học là việc cả đời, tức là học nữa và học mãi, đó là cả ai cũng phải theo đuổi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video đặc biệt này trên kênh của mình. Và lần đầu làm nên còn hơi sai sót, mong là các bạn sẽ bỏ qua. Và cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn My nha. Mình cũng có đó. Từ khoan đã, đi làm không công ấy hả? Không, đi làm thêm mà. Tại vì nó nói thì chứ ai nói là không công đó. Ủa, nhưng mà mọi người nãy giờ sao nhỉ? Không, nói chung là cũng còn một ngón đó, làm sao làm. Okay.